Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2023, Hội đồng nhân dân huyện Lăng Chánh khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh phục vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Kỳ họp diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đồng chí Hoàng Thị Hồng, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Dự kỳ họp có các đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã đánh giá những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện trong năm 2023, qua đó chỉ rõ, năm 2023 dưới sự đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, huyện Lăng Chánh cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, có 25 trên 29 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Huyện được hỗ trợ nhiều chương trình dự án góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tại kỳ họp này hội đồng nhân dân huyện sẽ triển khai quyết định nhiều nội dung quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn đặc biệt là việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do hội đồng nhân dân huyện bầu do đó đồng chí yêu cầu các đại biểu tham gia kỳ họp cần phát huy tinh thần trách nhiệm công minh tập trung nghiên cứu thảo luận xem xét quyết định lá phiếu của mình nhằm đánh giá một cách công minh chính xác góp phần đánh giá uy tín kết quả thực hiện nhiệm vụ được sao của người được lấy phiếu tín nhiệm giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu rèn luyện nâng cao chất lượng hiệu quả công tác làm cơ sở để huyện xem xét quy hoạch đào tạo bồi dưỡng sử dụng cán bộ Tại kỳ họp, Ủy ban nhân dân huyện đã thông qua 4 tờ trình thuộc lĩnh vực đầu tư công, gồm tờ trình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ đường quyết thắng đến đầu cầu treo khu phố Triển Trải thị trấn Lăng Chánh, các tờ trình về việc xin phê duyệt bổ sung danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2023 và giai đoạn 2021-2025 huyện Long Chánh, bao gồm dự án xây dựng đường giao thông Bản Lọng, Bản Cú Tá, xã Tam Văn, đường giao thông nông thôn Bản Nà Đang, xã Lâm Phú, hội trường trung tâm văn hóa thể thao xã Đồng Lương, cầu treo Bản Lọng, xã Tam Văn. Ban Kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân huyện cũng đã thông qua các báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 15. Sau khi tiến hành thảo luận thống nhất thông qua các nội dung, kỳ họp đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân huyện Bầu. Với kết quả 100% các đồng chí được lấy phiếu đạt kết quả từ tín nhiệm đến tín nhiệm cao, Hội đồng Nhân dân huyện cũng đã biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung tại kỳ họp. Bế mặt kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ làm việc nghiêm túc của các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tại kỳ họp đồng thời khẳng định sau kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện sẽ nhanh chóng ban hành các nghị quyết giao cho Ủy ban Nhân dân huyện triển khai tổ chức thực hiện. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các phòng ban Ủy ban Nhân dân huyện, các xã thị trấn sớm tổ chức triển khai kịp thời, chất lượng, hiệu quả các chương trình, dự án, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện, đặc biệt là sớm triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra các vị đại biểu hội đồng nhân dân huyện ủy ban mặt trận tổ quốc huyện cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các chương trình dự án đối với những người được hội đồng nhân dân bầu tiếp tục tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị đạo đức lối sống có tinh thần trách nhiệm trong lĩnh vực nhiệm vụ được giao hoàn thành tốt trọng trách của mình trước đảng chính quyền và nhân dân sau 1 phần 2 ngày tổ chức trọng thể, kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện Lang Chánh khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.